Đấy, đứng lên trên cao này quan sát xuống thì mới thấy là có thêm một cái diện tích đất rồi. Còn chuồng trại thì chắc chắn là không thể làm lên trên này được. Chuồng gà thì làm được. Các bác ạ, thật sự thì cũng rất là lo lắng khi mà trong buổi sáng thì cháu Khâm vẫn tiếp tục hỗ trợ Minh Ngọc ở đây thôi. Và thời điểm hiện tại thì trời âm u vào tối, mình cảm giác rằng là rất là sợ mưa. Nếu mà chỉ cần mưa xuống thôi thì là cái công việc ở đây sẽ bị hoãn lại. Và làm được một lúc thì mọi người thấy không, phía sau này thì là có thêm những người bạn Khâm không biết là ở đâu là đến và hỗ trợ. Và đây cũng là những cái gương mặt mà hôm nay cháu Khâm mới được gặp, thì không biết là bạn bè như thế nào với lại em Minh, thì các anh em cũng đã đến và tiếp tục hộ. Đấy. Chào mừng tất cả quý vị khán giả tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo của Nắng Mai TV. Ngày hôm nay thì cháu Khâm vẫn cố gắng là ở đây túc trực để xong cái công việc nhà Minh Ngọc thôi. Là cái công việc nó còn ngổn ngang như này, nhân lực không có, để mà đi chỗ khác tiếp thì thật sự Khâm là cũng rất là sốt ruột. Sốt ruột đây thì công việc của mình nó còn ngổn ngang quá. Mỗi một ngôi nhà thì thực sự nó là những cái tâm huyết, nó là những cái mà Nắng Mai muốn đưa đến cho cái hoàn cảnh nhanh và làm sao là hiệu quả nhất mọi cái công việc. Mọi người thấy cái ngôi nhà này, ngôi nhà tiếp tục là được triển khai là ngôi nhà số 6 rồi. Đấy, mọi thứ, mọi cái thì vẫn đang diễn ra rất là, đến thời điểm hiện tại thì có thể gọi là thuận lợi. Bây giờ mình có thể sợ rằng là mưa gió một hai hôm thì nó là những cái ông trời không thể nào mà mình can thiệp được. Như những cái vấn đề khác nếu mà phát sinh thì cháu Khâm sẵn sàng là cháu Khâm đứng ra để mà xử lý, để cho công trình được tiếp tục thôi các bác. Đây, làm rất là mau rồi. Thời điểm hiện tại thì là vào thời điểm 9 giờ sáng rồi, nhưng mới chỉ có san được một ô thôi. Ngọc có thêm anh em để hỗ trợ là phải bổ sung thêm xe rùa về. Hai cái xe này vẫn dùng ổn thôi nhở? Bữa trước nếu mà mua cái xe rẻ hơn thì có thể là gãy lâu rồi. Mấy anh em này nhà ở đâu? Nhà gần Sùng Thái. Các em ở Sùng Thái á? Sùng Thái thì anh lên làm công trình ấy nhiều lắm. Ở thôn nào? Ngay gần chợ. Chợ á? Em là anh hay là em hay là bạn của Minh? Là em, tính theo là em. Em là em à? Tính theo vai vế họ hàng hay là như nào? Hay là tuổi tác? Tính theo tuổi tác. Thế còn hai bạn kia? Cũng là em á? Anh em xã hội hay như nào đấy? Xã hội Cũng là lúc trước cũng mà là lên trên nhà dì máy. Thì cũng quen à? Quen thôi. Chơi với nhau không? Có. Chơi thì chơi ít thôi. Ủa, mẹ nghe em hút thuốc nhiều quá. Hút thuốc lâu chưa? Em mới tập vậy anh ạ. Mới tập hút thuốc. Mới tập thì bỏ đi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Ôi giời, mới có 16 tuổi, gần 16 tuổi tức có nghĩa là 15 tuổi thôi. Cũng bằng gọi là tầm tuổi với lại đội Minh này thôi. Thôi thì thuốc thang thì bỏ được thì tốt. Thanh niên mình yêu thuốc làm cái gì. Thuốc ngày xưa anh còn thanh niên anh cũng thấy là oai lắm, hút thuốc oai lắm. Nhưng mà hút thuốc vào bệnh, tật, hiểu không? Thế là hôm nay về hộ Minh một ngày nhá. Hộ em nó một ngày đi. Mình xem thế nào thì anh còn một cái quỹ để mà mua thức ăn ấy. Anh tí anh đưa cho đi mua cân thịt, mua mấy bó rau về nấu với anh em ăn. Đấy, còn mấy anh em về hộ thì xác định là về hộ thì có gì ăn ấy thôi nhá. Sùng Thái về cơ mà. Bạn thì về thì cũng bảo là có rau nhưng mà cũng có ít rau. Được rồi. Có thêm bạn bè về hộ thì càng tốt. Mới được một ô thôi. Cái này mà làm xong nhanh được. Thời tiết nó mưa thì mình cũng không đoán ngại các bác. Mưa thì, nếu mà xong cái mưa thì nó lại là một cái điều tốt. Để cái nền mình cực kỳ là nén càng chắc cái đất đi. Như mọi người thấy là cái đất này rất là tơi xốp. Mình vào đây là mình cần phải đầm làm sao mà nó chắc chắn xuống. Nhưng mà không biết được rằng là quá trình tới
trong cái thời gian mọi người làm độ khoảng chục ngày nữa, ít nhiều thì nó sẽ có những cơn mưa, bởi vì thời điểm hiện tại là mùa hè, mưa thì khá là nhiều. Khâm đang sợ rằng là trong cả ngày hôm nay làm sao mà hai anh em làm được hết cái chỗ phần ô phòng khách và hai phòng ngủ bên này nữa. Thì cũng may là có thêm bạn bè của mình đến hỗ trợ, như thế thì cũng tốt thôi. Những cục đá này thì tạm thời là sẽ phải đập cho nó nhỏ ra, cục to quá thì nhỏ ra thì nó càng tốt hơn các bác. Mình ạ, trước khi đổ đất vào đây thì phải đập những cục đá to ra thì sẽ yên tâm hơn là để những cục to như thế này. Đấy, mình cứ dàn trải những cái đất đá ra cho nó đều nhau đi. Với một lượng đá nhiều này thì các bác cũng không có sợ là nền lún được nữa rồi. Đặc biệt là cái răng móng anh em mình đã làm rất là chắc. Hôm qua thì đã bảo anh em là dọn cái khu vực này đi. Thì những cái cục đá để mà xây dựng được ấy, em Minh, em Ngọc, hai anh em đã chuyển hết sang khu vực bên này. Cái đá phần bên này thì sẽ dành vào việc là làm móng cầu thang các bác ơi. Khi mà ngôi nhà tiếp tục được dựng lên và mọi công việc nó vào luồng hết rồi thì Khâm sẽ tiếp tục lo đến cái việc là làm cái lối lên. Chắc chắn ở đây thì là sẽ không có lối đi trực tiếp đi thẳng lên được. Ở đây thì nếu mà có một cái xe máy ấy, quả thật là cũng không thể nào mà bố trí như thế nào con đường lên được nhà của Minh Ngọc. Thôi thì cái đấy là cái vấn đề tương lai. Các em đấy có xe có cộ thì cái chỗ để của các em thì các em có thể sẽ tiếp tục tính toán. Còn Khâm thì sẽ tính toán được cái lối lên cho Minh Ngọc lên nhà tôi. Ngọc ạ, dạ. Em đẩy qua thì em đẩy qua tấm ván này này nhá, em không đẩy qua gạch này đâu, mai mai anh em xây khó nhá, nghe chưa? Hả? Cái bờ đủ cát mà đi. Chứ anh có mở móng đi bé quá. Hả? Cái mở chứ này móng bé quá, cái anh xây đá. Các anh xây đá đúng không? Ừ, nhưng ý anh là em phải đẩy qua chỗ này. Không thì à? Đây cho con đi. Ừ, đất nó dính, hiểu không? Này lên thì hỗ trợ nhau làm thôi, trưa thì không có uống rượu nhá. Rượu thì chiều nó không làm được việc, anh không cấm đâu. Thanh niên mới lớn này thì mọi người uống rượu cũng tốt lắm, nhưng mà thôi chiều nó lại không làm được việc. Anh hôm nay anh giao việc cho này, phải xong cái chỗ này. Chiều thì không uống đâu. Tối thì có xe về ấy. Mấy anh em lái xe về tránh anh này. Thế anh em đi kẻ ba xuống à? Vâng. À, không sợ công an à? Không có công an. Không có công an. Sáng nay gọi cho mình xem có công an không, nhưng có. Đi phải để ý. Xong là mình phải chấp hành đã. Các em chắc chưa có bằng lái đâu đúng không? Chưa. Chưa đủ 18 tuổi làm sao có bằng lái được. Năm nay mình vừa bắt đầu lên lớp 10, chưa có. Đấy, mới có lớp đầu lên lớp 10. Mấy anh em được đi học hết đúng không? Đang đi học hết à? Em cũng đang đi học à? À, à.
lớp 10 thì trẻ quá, thì chắc tôi sinh năm độ khoảng 2008. Trẻ nhở. Thế thì chịu khó đi học hành thôi. Đấy, ông Minh nếu không được đi học thì thiệt thòi. Anh em được đi học thì cố gắng mà đi học thôi. Tuy nhiên thì cái vấn đề như anh bảo đấy, cái thuốc thang rượu chè thì hạn chế lại thôi. Sau này các em hối hận đấy. Cái này đất ở đây có khi còn hết rồi đấy nhỉ. Được một lúc thì trời lại quang dần lại rồi. Cái này làm xong mưa là vừa. Chắc phải khảo sát Minh Ngọc xem còn cái đất nào đào được không. Cái chỗ này đào sắp hết rồi. Bên dưới còn đào được không? Em san cái khu vực này xuống tiếp đi nhá. Còn đất thì em cứ san xuống. Sau này thì anh vẫn muốn làm sao là gia đình bố trí một cái bếp củi để mà đun cám lợn, cám ngô kia kìa. Nếu mà sau này em có thêm con vật nuôi ấy, chuồng trại thì bữa hôm nọ thì bà ngoại bảo là bà ngoại thêm bố trí chỗ nào cho đúng không? Hoặc là cái phía bên nhà vệ sinh này đi này. Thế thì mình cứ đào chỗ này xuống đi. Còn đất thì mình cứ đào xuống. Đến đá thì thôi, không đào nữa. Thì sau này là các bác khán giả, đặc biệt có cô Diệu Dung, cô cũng bảo Khâm rằng là học tập bên kênh Anh Công Đức, làm bếp ra ngoài, làm tận dụng mấy tấm bờ và gạch xây lên để làm bếp ở ngoài. Thì cháu Khâm cũng rất là ghi nhận ý kiến của các cô bác đóng góp cho. Ở đây thì mình là mình kinh phí hiện tại thì cũng chỉ đủ làm nhà thôi. Những cái này thì vẫn như nhà em Phứ 205 hay là nhà cô Pà thì cũng phải giao cho mọi người là sẽ bố trí làm ra cái khu vực ngoài. Như ở đây sáng nay khi mà san đất ra thì anh em mình thấy là sẽ được một cái khu nữa là có thêm diện tích. Tới này khi mà rời cái nhà vệ sinh đi thì ở đây sẽ là một cái diện tích để Minh Ngọc muốn làm cái gì, muốn xây, có thể xây cái bếp cũng được Minh ạ. Sau này có thể nuôi thêm con vật nuôi thì dựng đây tạm lên, dựng tạm cũng được để mình có chỗ là đun bếp lò. Đấy, đứng lên trên cao này quan sát xuống thì mới thấy là có thêm một cái diện tích đất rồi. Còn chuồng trại thì chắc chắn là không thể làm lên trên này được. Chuồng gà thì làm được. Chuồng gà thì có thể làm, nhưng mà chuồng các cái chuồng khác thì như chuồng lợn, chuồng bò thì nó phân nhiều quá. Mình chỉ có thể làm thấp xuống thôi. Cũng làm được nhưng mà ô nhiễm quá. Ô nhiễm. Mình làm sao ở được để cho nó phân trên đầu mình không để ở được. Huống chi dưới này lại là phòng ngủ, nhà bếp. Khó lắm. Chỉ có thể bố trí làm một cái chỗ mà khu vực bếp để cho đun nấu cám. Còn về cái bồ lò ấy thì sử dụng trong những lúc mà thiếu ga, thiếu điện, mất điện thì sử dụng cái bồ lò để đun nấu. Vẫn biết thì là không dùng nhiều, nhưng mà bà con nông thôn thì thưa với các bác thì nếu mà không có thì là không được. Cái đấy cũng là một cái phần mà truyền thống người Mông là muốn có một cái bếp lò để cho nó đủ cái, gần như nó là một cái gì rất là linh thiêng. Khâm bước vào nhà của bà đồng bào bà con người Mông ấy thì là nhà nào hầu như là cũng có một cái bếp lò, có một cái bếp lò hết để mà đun nấu trong nhà. Thì gần như cái bếp lò nó là một cái biểu tượng gì đó đối với căn nhà của bà con người Mông. Thành ra thì Khâm đáp ứng được cái gì thì Khâm sẽ đáp ứng. Cũng mong sao là tương lai anh em nó sống là thoải mái và không có lo lắng cái điều gì cả vì cái ngôi nhà của mình. Đất chỗ này thì mình sẽ không khoét nữa Minh nhá. Minh, đất bên này em không khoét nữa nhá. Đất bên này em không khoét nữa. Em nghĩ bây giờ em làm sao em. Và cái rãnh đằng sau là vẫn phải khoét nhá. Rãnh đằng sau vẫn phải khoét, đục xem xuống. Chỗ nào đá thì thôi. Tại sao nhà của bó khuyết tật thì nước có thể chui được vào nhà
tại vì không có rơm móng các bác. Ở đây có rơm móng như thế này là mình đã cao lên độ được khoảng mấy nữa lớp vữa nữa thì chắc được khoảng được 25 phân. Thì cái móng này mọi người đổ rất là kín. Đấy, có rầm sắt mọi thứ. Nước không có cơ hội ngấm vào được. Cái thứ hai thì là đằng sau nhà là phải có rãnh nước, như nhà pó là không có rãnh nước. Nước về là nó cứ ngấm vào đấy, ngấm vào đấy. Nó không thoát ra được. Thành ra thì mọi người biết rồi, nó không thoát ra được thì nó sẽ tìm cách nó thoát ra thôi. Nó mà không bốc hơi kịp thì nó có chỗ nào nó hở, như nhà xây tường gạch không có rơm móng này, nó hở vào thì nó chảy vào nhà là chuyện bình thường. Với một cái khối lượng mưa lớn lên, nước chảy từ phía bên trên xuống ấy, thì sẽ không có tránh được. Đấy, chính vì vậy mà nhà Minh Ngọc làm như này thì sẽ không có sợ là nước ngấm nữa. Tại sao mọi người bảo Khâm đan rằng tam giác ở cái chỗ đằng sau này, Khâm không muốn, vì cũng muốn làm sao chất lượng nhất có thể cho hai anh em. Ở đây thì nếu mà làm rằng tam giác thì mình sẽ tiết kiệm được độ 3 cây sắt, thì nó cũng chỉ vào hơn 400.000 thôi, gần 500.000. Đấy, vì một cây là 135.000 mà các bác mà. Đấy, cước trở vào đây nữa thì nó mình trở kèm vào thì người ta không có tính. Đấy, bữa Khâm nhờ mình đi trở thêm một cây về nữa thì họ lấy tại xưởng 135.000, tiết kiệm được 3 cây thì đúng là được 500.000 thôi, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng công trình có thể là nó sẽ bị hạn chế đi phần nào. Đấy. Đá như này thì là không thể phá được rồi này. Và mình cũng không được phép phá nữa. Nhắc đến câu chuyện phá đá thì quả thật là đau đầu mọi người ạ. Ở đây thì sau này chỉ có thể là thiết kế làm sao là nếu còn cát, còn vữa, còn xi thì sau khi quét đất ra thì là làm một lượt, láng qua một lượt. Đấy, những cái chỗ đất đá như thế này, làm sao láng một phần chỉ là để làm cái rãnh thoát nước thôi. Còn để mà đỡ các cục đá này thì Khâm nghĩ là cũng không cần thiết rồi. Nếu mình láng vào thì đỡ được đất, phần nào đất không có trôi xuống nữa. Cái phần quan trọng thì vẫn là một cái rãnh nước cho thoát đi. Thoát đi không có ngấm nước phía sau. Vì là trước đây khi mà mưa xuống thì Khâm thấy rằng là cái đất chảy xuống khá là nhiều. Thế sau này sẽ tiếp tục xử lý những cái phần này cho anh em. Để em đẩy xe đi, em đẩy xe đi. Lấy to này có đập không? Hả? Ừ, em lấy búa vào đây. To này phải đập chứ. Ừ. Hả? Đây, đập luôn bên này cho nó chắc. Bên này thì cái khu vực đằng trước này này nó cần đá. Đấy, chỉ cần như thế thôi. Dài ra cho nó pha với đất. Ừ, đập ra được thì càng tốt thôi. Đấy, pha đất với đá vào với nhau. Đặc biệt là cái khu vực phía mặt trước này các bác, là mình cần phải bổ sung thêm đá vào cho chắc chắn. Ở đây là phần đất mượn mà, mượn đến tận chắc phải được khoảng 1.4 m. Cứng lắm. Từ từ anh xử lý cho. Sao em đập được không? Em giải ra nhé, đập xong em giải ra nhé. Nó cũng khỏe phết nhỉ. Độ như bé Ngọc này thì chắc được khoảng... Em được 30 cân không Ngọc? 34 à? Thế chứng tỏ là chắc xương.
Người nhìn nó bé như này. Cái này mưa xuống nữa hoặc là cho nước vào. Yên tâm rồi. Giờ có thêm 3 nhân lực nữa thì hôm nay trời không mưa thì tự tin rằng là sẽ phải xong được cái nền cho anh em. Cái đất này thì mình không tính toán này các bác. Như phá nhà xuống thì có thể là để dư đất của cái chỉnh tường đất cũ được. Như lúa em ấy thì dư đất được như thế thì mới không thể xúc đất vào thôi. Còn những nhà khác thì không tránh được việc rằng là phải dành thời gian ra xúc đất. Có chỗ là phải mua đất các bác, còn phải mua cả xe đất về chở vào bởi vì là không có đất rồi, không có đất lấy vào. Các bác cứ thử nghĩ xem nhà nào mà không có đất ấy, thì biết lấy đất ở đâu. Mọi người không cho sức đất của người ta vào thì là phải chắc chắn là phải đi mua thêm đất rồi. Vì là đổ cái răng móng lên thì nó ít nhất là nó sẽ cao ít nhất là 20 phân rồi. Không mua đất thì nó chỉ mất công mọi người đi chở thôi. Một xe mấy trăm nghìn. Nhưng đổi lại nếu mà cho bột đá vào ấy thì nó sẽ đắt gấp 4 lần. Bởi vì một xe bột đá nó sẽ rơi vào độ khoảng 2 triệu 2. Mà một xe đất thì nó chỉ rơi vào khoảng 400-500 nghìn thôi. Thế là nói trường hợp là nếu mà thiếu đất phải mua đất cơ. Nhưng mà Minh Ngọc ở đây thì bằng mọi cách là cũng phải cào đất nương xuống thôi. Nương này bây giờ hiện tại là trước đây cậu bó cho là cậu cũng không lấy lại. Biên bản mọi thứ xong rồi. Gần như là sẽ sắp hết một buổi sáng tiếp rồi. Mà cái nền nhà mới có chỉ được sắp có được 2 ô thôi. Còn thiếu nhiều lắm đấy Minh ạ. Cố gắng nhá. Mình làm 2 cái phòng này là còn là diện tích hẹp nhất rồi. 2 phòng ngủ kia diện tích vừa to hơn, xong là vừa sâu hơn. Và cái đặc biệt là cái phòng khách này này, rất là nhiều. Phòng khách thì một chiều 4 mét, một chiều trừ cái gian thụt gian thò ra thì 5 mét, là được 20 mét vuông các bác. 20 mét vuông thì gần như là sắp bằng căn nhà của A Hòa rồi các bác. Căn nhà A Hòa hiện tại là gọi là túp lều thôi, được đúng 24 mét vuông, hơn nhà Minh Ngọc có 4 mét vuông thôi. Bên kia thì những cục đá thì em vứt ra phía đằng trước Ngọc ạ. Tí nữa những cục đá này cố gắng vứt về mé bên này này, hoặc là cái phòng ngủ bên kia này nhá. Không đập được à? Anh xem nào. Thế là tôi cậy ra bên này chứ. Anh xem nào. Mặc quần đùi đập thế này rất nguy hiểm, đá nó nhọn nó bắn. Cắt vào tay à? Cẩn thận chứ. Nó phải đập từ từ, cục này phải từ từ đập ra. Từng tí một thôi. Đập là đập dưới này sao?
Có những cục thì em đập ở giữa là nó vỡ được, nhưng mà những cục như này thì đá nó chắc. Nó vỡ từng tí thôi. Đấy, nó chỉ vỡ được từng tí như này thôi. Những cục này mình phải kiên trì, mình đập túc tác từng tí một. Cứng nhỉ? Từ từ, sắp được, vẫn sẽ được thôi. Em đi sàn đất bên kia đi. À, cái này anh Minh mới đập được à? Nó phải từng tí một. Đấy, thấy chưa? Em muốn một phát ăn ngay làm sao được. Đập cục đá cũng là một bài học này, Ngọc này. Đập cục đá cũng là một bài học đấy. Em không thể một phát em đập vỡ được cục đá, đúng không? Nãy anh thấy em loay hoay ở đây từ nãy đến giờ, nhưng mà không vỡ được nó. Tại vì sao? Em cứ đập vào giữa. Em định một phát ăn nóng cho nó vỡ đôi luôn, đúng không? Nhưng mà không được. Em phải đập từ phía bên cạnh ngoài này này. Đấy. Con người mình cũng thế nữa. Lớn lên mình phải trải qua từng bước một. Không một phát em lớn lên được đâu. Thế tại sao em phải đi học từ lớp 1 đến lớp 12? Thế học từng lớp 1 lớn lên thì mới biết được. Nó cũng như em đập cục đá này thôi. Thế bây giờ em đập từng tí, từng bên cạnh vào. Đến một lúc nào đó thì nó cũng sẽ vỡ ra hết thôi. Muốn thử tiếp không? Này, đập từ bên cạnh vào, đập. Đập từ mé bên ngoài vào. Đấy. Đấy, nó mới vỡ ra. Đấy. Chứ hồi nãy anh thấy em đập cả hồi lâu nhưng không thể vỡ được cái cục đá này. Bởi vì tại sao? Em cứ chăm chăm em đập vào giữa là mục đích là muốn cục đá to là một phát là nó vỡ vụn nha. Có những cục đá có thể làm được như thế, nhưng mà những cục đá nó rất chắc. Em bắt buộc em phải làm từng tí một. Cuộc sống mình cũng thế thôi các bạn. Không phải một phát là muốn làm được cái việc lớn là làm được luôn. Cũng đó cũng là những cái ví dụ để cho các em được biết về những cái sau này trong cuộc sống. Một cái việc rất là nhỏ thôi, nó là những cái bài học. Đá này cố gắng vứt sang góc bên kia cho nó nhiều hơn nhé. Cố gắng nhá. Hôm nào để cái chỗ gạch vào đấy, không còn chỗ nào khác rồi. Không là mình vẫn còn đào thêm được cái chỗ gạch kia kìa. Ví dụ là không để gạch đây thì đây cũng đào. Để gạch. Bây giờ để gạch rồi dọn cũng rất khó. Nó lâu, nó thời gian. Bây giờ xong cái nền này ấy, thì còn việc các em lại tiếp tục là phần nào hỗ trợ anh em. Có lẽ là hỗ trợ phần nhỏ nữa thôi. Bởi vì gạch đến đây thôi thì cũng gọi là chân công trình rồi. Giao trách nhiệm cho anh em thợ làm thôi. Mọi người phải có trách nhiệm, mọi người cùng nhau làm. Đi lên đẩy, anh giúp một lúc nữa. Thực sự là cũng không thể nào mà giúp được cả ngày. Nhưng mà cũng mong sao rằng anh đến hội được phần nào thôi. Chiều là các em phải hoàn thành nốt cho mai thợ chính thức là được xây những cái hàng gạch đầu tiên các bạn. Không thể chậm trễ hơn rồi. Vì không là còn tiếp tục là có những công việc xong ngôi nhà của anh em Minh Ngọc thì cô bác chị tiếp tục là đón chờ những cái hành trình mới của Nắng Mai TV trong năm 2023 này các bạn. Có lẽ là giúp được bà con nhiều nhất có thể thì đó cũng là những cái điều mà Khâm cảm thấy là quý giá nhất trong cái quá trình làm thiện nguyện của anh em mình. Không biết thì là khả năng còn có thể làm được đến lúc nào, và cái cơ duyên đến với các hoàn cảnh cũng như là cơ duyên
đến với các nhà hảo tâm sẽ còn được kết nối đến bao lâu nữa. Nhưng khi vẫn đang và còn cái sức trẻ, các cái hoàn cảnh thì anh em mình sẽ làm tốt nhất có thể thôi. Lại cứng rồi à? Tiếp tục đập từ bên cạnh vào. Tiếp tục đập từ bên cạnh vào. Khác được. Cái này ngoài việc là dùng kỹ thuật đập ra thì còn phải có sức nữa. Nhưng Ngọc thì sức yếu quá, không đập được là cũng đúng thôi. Có lẽ thì là cái hành trình làm Khâm sẽ tiếp tục cập nhật tiếp. Hôm nay thì vẫn còn thời gian thì hỗ trợ anh em tiếp sang cái phần bên này. Và phần còn lại thì là 3-4 anh em buổi chiều sẽ hỗ trợ làm nốt. Khâm có lẽ thì là video thì cũng có thời hạn thôi. Anh em mình tiếp tục cập nhật tiếp trên kênh để cho quý cô bác anh chị cùng xem tiếp. Rất mong mọi người sẽ đăng ký kênh, ủng hộ cho những cái video tiếp theo. Mấy anh em mà tí nữa hộ nó làm nốt nhá. Đấy. Còn trong cái video này thì anh em là làm cũng rất là cố gắng rồi. Và Khâm cũng tạm thời là khép lại cái video này tại đây đã. Chân thành cảm ơn các cô, các bác, mọi người đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.